Bốn món ăn sống bổ gấp trăm lần nấu chín, bạn có biết hay không? Thưa quý vị, câu nói ăn chín uống sôi tuy đúng nhưng không thể áp dụng cho tất cả, bởi có nhiều loại thực phẩm ăn tươi sống còn tốt gấp bội lần ăn chín, vì khi nấu chín sẽ phá hủy hầu hết các dưỡng chất bên trong của nó. Đáng tiếc là nhiều người luôn ăn chín bốn món này. Thứ nhất, bông cải xanh. Bông cải xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư, tiểu đường loại 2, bệnh tim, viêm nhiễm và trầm cảm. Nghiên cứu trên tạp chí Nông nghiệp Mỹ đã cho thấy cơ thể con người sẽ hấp thụ chất này nhanh hơn khi ăn sống bông cải thay vì nấu chín. Bạn có thể chế biến bông cải xanh thành nhiều cách khác nhau như xào, luộc hoặc trộn salad đều được, nhưng đừng nấu quá chín. Nếu không thể ăn sống thì hãy hấp lên, vì cách nấu này ít gây ảnh hưởng đến dưỡng chất bên trong của bông cải. Thứ hai, tỏi. Tỏi có vị hăng, cay và dễ bám mùi trong miệng nên rất nhiều người ghét nó. Nếu ăn thì cũng phải nấu thật chín. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng trong tỏi chứa đặc tính chống tiểu cầu và ngừa bệnh tim mạch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nếu bị nấu quá lâu sẽ làm tác dụng này biến mất và không còn tác dụng dưỡng tim nữa. Nhiều nghiên cứu tại Mỹ cũng đã chứng minh luộc tỏi trong 20 phút sẽ làm ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn và nấu 1 phút trong lò vi sóng sẽ phá hủy 100% khả năng chống ung thư. Chính vì vậy, hãy cố gắng ăn tỏi sống nhiều hơn để tận hưởng trọn vẹn dưỡng chất có trong tỏi quý vị nhé. Thứ ba, hành tây. Giống như tỏi, hành tây cũng bị nhiều người ghét vì mùi hăng cay. Thế nhưng trong y học, loại củ này có tác dụng chống bệnh ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Khi ăn sống thì hành tây sẽ mang lại tối đa các lợi ích này, còn nấu quá chín thì ăn bao nhiêu cũng như là không ăn. Cụ thể, nếu làm nóng hành tây bằng lò vi sóng thì những đặc tính chống ung thư tốt cho tim mạch đều bị biến mất sau 30 phút. Chính vì vậy mà bạn hãy cố gắng ăn sống hành tây để tốt cho sức khỏe. Nên trộn salad hoặc làm gỏi nộm để mất mùi hăng. Thứ tư, ớt chuông. Một trái ớt chuông đỏ cỡ vừa cực kỳ giàu vitamin C, đáp ứng 150% nhu cầu bạn cần trong một ngày, nhưng chỉ chứa 31 calo, rất phù hợp khi ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu nấu ớt chuông đỏ ở nhiệt độ cao thì sẽ phá hỏng lượng vitamin C dồi dào này. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ cũng chứa nhiều chất oxy hóa và ngăn tế bào ung thư phát triển. Bạn nên ăn sống loại ớt này vì chúng không cay như ớt thường. Và nếu thường xuyên ăn còn giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường, lẫn bệnh mất trí nhớ tuổi già. Trên đây là những loại thực phẩm mà khi chúng ta sử dụng nên ăn sống hoặc luộc sơ chần qua nước nóng. Nếu quý vị và các bạn nấu quá chín thì tất cả những dưỡng chất có trong nó đều bị mất đi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có thêm cho mình những kiến thức thật bổ ích để chế biến những món ăn khoa học và giàu dinh dưỡng. Các bạn thấy thông tin bổ ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký subscribe kênh Phạm Gia Nutrition.